Từ Châu Giang, chúng tôi theo tỉnh lộ 953 hướng về thị xã Tân Châu, một thị xã nằm ở đầu nguồn sông Tiền, giáp với tỉnh Can Đan thuộc Vương quốc Campuchia về hướng bắc, hướng nam giáp huyện Phú Tân, hướng đông giáp huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp và hướng tây giáp huyện An Phú thuộc tỉnh An Giang. Tân Châu là một trong 11 đơn vị hành chính cấp huyện, thị của tỉnh An Giang. Tên gọi Tân Châu có nghĩa là vùng đất mới, bởi quận Tân Châu được thành lập vào năm 1890 và là quận lớn nhất thuộc tỉnh Châu Đốc thời đó. Hơn 100 năm hình thành và phát triển, Tân Châu đã phải trải qua biết bao thăng trầm của chiến tranh và thiên tai để định hình một đô thị sầm uất như bây giờ. Chúng ta đang ở thị xã Tân Châu, một thị xã nằm ở đầu nguồn của sông Tiền. Đây là nơi nổi tiếng là vùng đất lở từ xưa. Nếu mà nhìn trên bản đồ thì chúng ta sẽ thấy là phía bên kia là huyện Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp, cũng là huyện đầu nguồn. Và đây là phía cửa sông. Nếu mà mùa nước chảy về rất dữ và nước sẽ đạp qua phía bên này. Cho nên là vùng này vùng lở mà bên kia lại là vùng bồi. Ở thị xã Tân Châu thì chính quyền đã xây một cái bờ kè rất là kiên cố ở đây để giữ cho nước đừng có xâm thực nhiều năm nay. Nhờ có lợi thế đường sông quốc tế nối với nước bạn Campuchia, nên từ khi thành lập, Tân Châu đã sớm hình thành khu chợ đầu mối, tập trung nhiều tàu thuyền các nước trong khu vực về đây trao đổi, mua bán nhiều loại hàng hóa. Theo lịch sử, thì giai đoạn từ năm 1935 đến năm 1965 là giai đoạn kinh tế Tân Châu phát triển cực thịnh. Thương gia, tàu buôn từ các nước Thái Lan, Lào, Singapore, Malaysia thường xuyên cập bến. Nhiều mặt hàng nông sản được mua bán từ bến sông này. Đặc biệt nhất là mua bán hàng tơ lụa Tân Châu, hay còn gọi là lãnh Mỹ A, một loại tơ lụa được xem là có 102 của Việt Nam lúc bấy giờ. Thời đó, vải xá xị xiêm, một loại lụa Thái Lan nổi tiếng cũng không sánh bằng, phải chịu nằm vào hàng thứ cấp trong các hàng vải nổi tiếng ở các nước Đông Nam Á. Ruộng dâu Tân Châu, tơ tằm Tân Châu và những đôi tay khéo léo của người thợ dệt Tân Châu đã góp phần đưa danh tiếng của lụa Tân Châu vang danh trên thương trường thế giới lâu nay. Sáng trăng trải chiếu hai hàng, bên anh đọc sách, bên nàng quay tơ. Quay tơ phải giữ mối tơ, dẫu năm bảy mối cũng chờ mối anh. Khung cảnh thanh bình trong bài thơ trên là hình ảnh thời kỳ đầu của nghề ươm tơ dệt lụa ở Tân Châu. Thời đó, khung dệt cổ xưa dệt ra khổ vải chỉ có 4 tấc. May quần áo phải nối vải nên không đẹp. Dần dần là nghề tạo ra khung dệt 8 tấc rồi 9 tấc. Đồng thời, dệt lụa đẹp hơn với nhiều hoa văn tinh xảo như cẩm tự, hoa dâu, hoa cúc, mặt võng, mặt đệm, vân vân. Độc đáo nhất là kỹ thuật nhuộm từ trái mạc nưa, loại trái cây rừng mọc tự nhiên rất nhiều thời đó. Kỹ thuật nhuộm này làm cho lụa Tân Châu đen tuyền, ống ả, mặc đến sờn vải mà cũng không phai màu. Đây là một phát kiến của người xưa, nhưng tiếc rằng lịch sử chưa ghi nhận ai là người đầu tiên tìm ra kỹ thuật này. Vậy mới thấy, lịch sử phát triển một vùng đất luôn gắn liền với tư duy sáng tạo của tiền nhân. Nhưng những di sản vô giá ấy có lúc con cháu đời sau không nhắc đến, cho dù là chỉ vài câu ghi trong sách sử. Khoảng 10 năm trở lại đây,
một nghề mới đã hình thành và khá nổi tiếng ở Tân Châu. Đó là những sản phẩm từ cây u du, một loại cây giống như cây lát, nhưng cọng nhỏ và dai hơn, mọc nhiều ở các cánh đồng bên nước bạn Campuchia, dùng để dệt chiếu, gọi là chiếu u su. Khởi đầu là từ cơ sở này của gia đình anh Lê Văn Thoa. Chúng tôi đến thăm cơ sở sản xuất của anh một cách bất ngờ. Nhưng bất ngờ hơn lại là lúc anh Thoa đang tiếp một khách hàng đến từ New Zealand. Theo anh thì người Tân Tây Lan, người New Zealand đó, người ta thích hàng thủ công nhiều không? Thích chứ, bởi vì cũng hơi lạ. Tức là thích những cái gì đó làm bằng tay. Đúng rồi. Thì những cái sản phẩm mà anh chọn ở đây là anh chọn những sản phẩm gì của cơ sở này? Thì chiếu. Chiếu. Bởi vì chúng ta cũng chưa từng mà bán chiếu bên Tân Tây Lan. Bởi vì ở summertime đó, tức là mùa hè đó. Mùa hè. Thì định là bán cho khách mang đi biển dưới mà, hoặc là để trên bàn đó. Để trưng bày. Trưng bày. Nhưng mà cái chiếu u du của mình á, khi mà anh mua bển, người ta mua để làm cái gì? Để trưng bày luôn. Để trưng bày, đúng rồi. Chứ đâu có nằm, đúng không? Không, cũng đi biển, cũng nằm chứ. Tức là những cái tấm chiếu lớn rồi, đem đi biển, trải ở bờ bãi cát, nằm. Đúng rồi. Còn những cái mẫu như thế này thì mình làm sao? Để trên bàn. Để trên bàn. Để trưng trên bàn. Hoặc là để dĩa đồ ăn. Đúng rồi. Đồ ăn. Tức là cái sản phẩm này á, nó cũng hiếm trên thế giới chứ không phải là nhiều nơi có đâu. Chỉ một con số dùng của mình thôi. Ngày thường để xài đó mà. Bởi vì hiện giờ những cái túi này cũng Tân Tây Lan cũng không có. Không có đâu, không có đâu. Tại sản phẩm thủ công thì ở Tân Tây Lan không có đâu. Cũng rất đẹp. Tôi nằm đêm mà thất nghiệp mà tôi suy nghĩ là lấy heo mà tao còn dám mua chiếu thì tao ngủ. Đúng, đúng. Dân Việt mình chắc có lẽ là tao cũng xài được. Nên tôi mới làm chiếu tôi bán người Việt. Nhưng mà có cái là lúc đó con gái là đang đi học ở Đại học Cần Thơ. Nó học mới hơn năm đầu à. Nhưng cái ý tưởng này cũng hay. Cô bắt đầu mới đi ký gửi đi bán trong ký túc xá trước. Nó tình cờ lắm, đi học cái năm đó tôi khi mà nghỉ làm xuất khẩu năm 97 qua 98 tôi mới nhuộm màu, tôi vợ tôi bán ở Long Xuyên mở hội chợ. Rồi hồi đó tôi chiếu làm nó đốc sở giờ ông chủ tịch tỉnh á. Rồi cái đem chiếu bán tao mua quá đi. Nhưng mà cái mẫu của nó làm thì không có được đẹp như giờ đâu. Rồi qua cái bán hậu trợ nó như 90 chiếc vậy đó, chú Tám Thất á. Rồi nó đi về thăm nhà, cái tôi làm qua mẫu mới nó hết ra màu rồi, lúc nó còn ra màu. Tôi nói thôi ba chiếu này nó mình lỗi rồi, mày đem chiếc mày cho mấy bạn mày đi. Cho nó ngủ, nhiên nó nghèo á. Đem chiếc nó cho nó 1-2 chiếc, nó thấy chú tốt rồi, chợ nó bán không? Dạ. Ở sạp bà Tư không bây giờ còn bán chứ. Nó chào bà nó chiếu đẹp quá, bà mua. Rồi nó còn nói thì sao là ba con làm chiếu mẫu đẹp hơn nữa. Đâu, từ đó có đường dây mới bán cho bả không đó, nó làm ra là toàn gỡ Cần Thơ mà. Từ những chiếc chiếu u du ban đầu đến nay, cơ sở này ngoài sản xuất chiếu ra còn có hàng chục sản phẩm khác như túi xách, bóp đầm, dép mang trong nhà, toàn bộ làm bằng u du khá đẹp, làm cho khách đến tìm mua có nhiều sự chọn lựa hơn. Cuộc trò chuyện với anh Thoa thật thú vị. Không ngờ ý tưởng kinh doanh và làm nuôi người tiếp thị cho anh lại chính là cô con gái lớn Lê Thị Phương Thảo của anh chị. Đó là vào năm 1997, khi Phương Thảo còn đang học Đại học Sư phạm tại Cần Thơ. Nhà nghèo, dệt chiếu u su, gia công cho một đơn vị xuất khẩu không thành công. Thảo về thăm nhà, được cha mẹ cho vài chục chiếc chiếu bị lỗi kỹ thuật để mang đi Cần Thơ tặng bạn học nghèo sử dụng trong nhà trọ. Vậy mà Thảo đã làm khác. Cô mang chiếu đi chào khắp chợ Cần Thơ. Mai sau có người nhận bán vì thấy chiếu lạ. Cổng chiếu lại nhỏ và đẹp hơn chiếu lát bình thường. Và cũng bất ngờ, chiếu lại nhanh chóng thu hút người tiêu dùng. Mừng quá, Thảo lại về quê mang lên tiếp. Vậy là không lâu sau,
chiếc chiếu Usu dần nổi tiếng. Cơ sở của anh Tho bắt đầu tính đến việc mở rộng mặt hàng và phát triển lớn mạnh như bây giờ. Nghe câu chuyện và cảm phục cô gái có đầu óc kinh doanh từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường này, chúng tôi xin địa chỉ và đi tìm nhà cô chủ nhỏ này. Một cơ sở dịch chiếu khác do chính cô chủ nhỏ, bây giờ đã lập gia đình và là một giáo viên dạy ngoại ngữ. Cô đã mở cơ sở dịch chiếu này vào năm 2003, cũng lấy tên là Chiếu Usu Tân Châu Long, tại thị trấn An Phú, huyện biên giới An Phú, An Giang. Năm đó là năm 2000 đó, người ta tổ chức hội chợ Việt Nam chất lượng cao rất là lớn. Cái con đang đi học mà con nghe ở trên này hội chợ cho nên con đi về. Con đi về cái con vô hội chợ con bán luôn, con làm nhân viên luôn. Từ cái hội chợ mà hàng của con bắt đầu có thị trường. Tức là từ hội chợ thì người ta mới đi tới và người ta thấy là hàng Việt Nam chất lượng cao. Thành ra người ta sẽ là tin tưởng là cái hàng mình tốt. Bán đắt lắm, bán thì nói về nhà con dệt bao nhiêu là gửi xuống, dệt gửi xuống mà đang làm mà vừa làm vừa gửi xuống. Thì từ đó là con bắt đầu có chỗ đứng. Vẫn yêu chiếc chiếu gắn bó với mình ngày nào, Phương Thảo cùng chồng quyết định chỉ sản xuất chiếu chứ không làm nhiều mặt hàng khác như cha mình. Chiếu được đặt hàng liên tục. Hiện cơ sở gồm 14 máy dệt và 30 lao động thường xuyên tham gia thực hiện các công đoạn làm ra sản phẩm. Mỗi ngày cơ sở cho ra khoảng trên 200 sản phẩm chiếu. Nghề dệt chiếu Tân Châu Long mang đến cho chủ cơ sở và những người dệt cuộc sống sung túc, ổn định. Tân Châu cũng còn một số làng nghề tiêu biểu nhưng quy mô nhỏ hơn. Chúng tôi sẽ có dịp giới thiệu với quý khán giả truyền hình trong một dịp khác. Bởi hành trình khám phá An Giang tạm dừng ở Tân Châu. Hẹn gặp lại trong chương trình ký sự tiếp theo ở Dương Quốc, Trái Cây, Tiền Giang. Media.